Viêm lộ tuyến cổ tử cung là một cái căn bệnh mà rất là nguy hiểm. Nguyên nhân là có thể là do lạo phá thai này, do vệ sinh kém, do sinh lở quá nhiều lần, do sinh hoạt tình dục quá thô bạo và bị cường estrogen dẫn đến tình trạng các cái tế bào nó tăng sinh. Và nguyên nhân có thể là do sử dụng thuốc tránh thai có chứa nhiều estrogen này, và môi trường âm đạo bị thay đổi do chúng ta sử dụng kháng sinh kéo dài. Hậu quả của nó chính là gây ra chúng ta những cái rất là khó chịu, mất tự tin và ảnh hưởng đến cái sức khỏe, những cái sinh hoạt hàng ngày, và ảnh hưởng tới chuyện chăn gối, tình cảm vợ chồng, cũng như là gây rạn nứt cái hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng tới cái thiên chức làm mẹ, và gây như là gây vô sinh này, khó thụ thai này, trở ngoài tử cung này, sảy thai này, và đẻ non hoặc là thai lưu, tăng cái nguy cơ ung thư cổ tử cung khi mà chúng ta bị viêm nội tuyến, và có thể là bị nhiễm trùng này, bị hậu sản này, và đau vùng tiểu khung. Trẻ sinh ra do cái người mẹ mà bị viêm nội tuyến thì có thể là bị viêm da này, bị viêm phổi này, viêm kết mạc này, và do tiếp xúc những cái dịch viêm âm đạo của người mẹ nhé. Vậy thì những chị em nào mà đang có những cái biểu hiện như là khí hư da nhiều này, ngứa ngáy, ẩm ướt, đau rát khi quan hệ và có mùi hôi vùng kín thì hãy để lại số điện thoại cũng như là comment trực tiếp để được Linh tư vấn và giải đáp những cái thắc mắc cho các chị, cũng như là điều trị cho các chị sớm, điều trị dứt điểm sau liệu trình điều trị ngắn nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ạ. Xin chào.